Tin về việc một viên chức công dân Hoa Kỳ khác bị bắt Hàn kết tội nhập cảnh trái phép. Tin về việc một viên chức quân sự cao cấp của Hoa Kỳ mới đây đã đưa ra nhận định rằng Hải quân Trung Quốc sẽ bớt hiếu chiến hơn ở vùng biển tranh chấp ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương trong năm nay. Trong những năm gần đây, sự lớn mạnh về quân sự của Trung Quốc đã dẫn đến nhiều cuộc đụng độ trong vùng biển ở Đông Á. Đô đốc Wheeler cho biết rằng, chúng tôi không còn thấy mức độ hiếu chiến mà chúng tôi được chứng kiến trong năm 2020. Ông tin rằng việc nối lại các cuộc đối thoại quân sự giữa